Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 16 tháng 2. Khu vực tỉnh hiện đang chịu ảnh hưởng của hai hình thái thời tiết trái ngược nhau là áp cao cận nhiệt đới và không khí lạnh tăng cường, nên thời tiết cũng hình thành hai trạng thái, sáng sớm và đêm trời se lạnh, mức nhiệt thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Trong vài ngày tới có thể giảm thấp. Thời điểm trưa chiều, cường độ nắng mạnh gây cảm giác oi bức, mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 31 độ. Mọi người nên hạn chế di chuyển ngoài đường hoặc che chắn, tránh ánh nắng trực tiếp vào da, thời điểm từ 11 giờ đến 2 giờ chiều. Vì thời điểm này, chỉ số tia cực tím ở mức cao có thể gây nguy hại cho da. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3. Khu vực ven biển, gió cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, đêm nay trời không mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 85%. Vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, Côn Đảo mây thay đổi, trời không mưa, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Trong vài ngày tới, khi đợt không khí lạnh tăng cường sâu xuống phía Nam, cường độ gió trên biển sẽ hoạt động mạnh trở lại. Tại Vũng Tàu ngày 16 tháng 2 năm 2021, mực nước cao nhất 377 cm xuất hiện lúc 4 giờ, thấp nhất 140 cm xuất hiện lúc 10 giờ 45 phút.